giá mỗi chiếc là tới vài trăm triệu đồng. Thấy thích thì anh đặt cho vui thôi chứ anh cũng không dùng máy đâu. Hôm nay là đến ngày chị Lăng đi bàn giao một cặp điện thoại Vitu RTB và nguyên khối, thì giá mỗi chiếc là tới vài trăm triệu đồng đến với anh chị ở Sài Gòn. Rất là vui và rất là ý nghĩa trong cặp điện thoại này khi Kỳ Lăng là người tư vấn anh để chọn màu da cho chiếc điện thoại cho anh và cả cho chị. Tư vấn khắc tên lên trên chiếc điện thoại để mang thêm ý nghĩa về tình nhân giữa anh và chị. Và đồng hành với cặp điện thoại này, Kỳ Lăng cũng rất là vui khi tư vấn kèm theo mỗi chiếc điện thoại là một chiếc ví da cùng màu da, cùng loại da và cùng con da với màu da trên phần da của chiếc điện thoại. Từ đoạn đường của Kỳ Lăng đến nhà của anh chị thì tặng tới một tiếng đồng hồ. Và khi bước vào không gian nhà của anh chị thì wow, một kiến trúc, một cái sự sang trọng đẳng cấp từ chị toát lên, từ bằng ghế gỗ tới không gian trong ngôi nhà, và đặc biệt là ngôi nhà cực kỳ mát bởi vì độ dày của tường anh đã làm rất là chỉnh chu, cũng như là từ không gian độ cao của trần nhà từng chi tiết đến những cái đồ chơi như máy cassette hay là một số chiếc đồng hồ được đặt trong hộp sưu tầm của anh. Và thú vị ý nghĩa hơn, khi bàn giao xong anh nói với Kỳ Lăng một câu là anh thấy thích thì anh đặt cho vui thôi chứ anh cũng không dùng máy đâu để ngắm và dọc, chứ còn nếu mà dùng thì anh cũng đã có chiếc điện thoại khác dùng rồi. Anh muốn có một cặp điện thoại, thứ nhất là theo sở thích của anh, thích thì anh mua để anh dùng và anh cũng trải nghiệm thôi chứ không phải là dùng chính. Wow, một chiếc điện thoại vài trăm triệu nhưng mà anh đã chọn Kỳ Lăng để mà mua một cặp điện thoại như thế này thì rất là vinh dự cho Kỳ Lăng. Và điều quan trọng nhất là anh chị dùng rất nhiều đồ cao cấp, từ đồng hồ, giày, dép, tất cả những cái anh chị dùng đều là những thương hiệu rất cao cấp và nổi tiếng và rất giá trị. Nhưng điều đặc biệt anh muốn nói với Kỳ Lăng là không có để hình ảnh của anh ra ngoài, bởi vì anh không thích hoa trương, anh chỉ thích dùng phục vụ vào sở thích và cảm xúc của anh. Anh không cần biết người ta biết mình dùng đồ như thế nào, mà anh chỉ biết và cần biết là anh thích và anh muốn dùng nó thôi. Đó là sự khác biệt, đó là cái điều mà Kỳ Lăng rất khâm phục với anh chị. Một lần nữa, Kỳ Lăng xin chân thành cảm ơn anh chị đã tin tưởng ủng hộ Kỳ Lăng Luxury. Hy vọng sẽ được phục vụ anh chị trong những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu sắp tới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo.